Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn đề xuất chi tiêu quốc phòng 750 tỷ đô la. Tổng thống Donald Trump đã ủng hộ kế hoạch đề nghị Quốc hội Mỹ thông qua ngân khoản 750 tỷ đô dành cho chi tiêu quốc phòng. Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết như vậy vào hôm 9 tháng 12 vừa qua, đồng thời nhận định rằng động thái trên cho thấy khả năng chi tiêu tại Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ gia tăng. Dù có tình trạng thắt lưng buộc bụng tại các cơ quan khác trong chính phủ, đối mặt với thâm hụt ngân sách ở mức cao nhất trong 6 năm, ông Donald Trump đầu năm nay đã yêu cầu các quan chức trong nội các cắt giảm chi tiêu của cơ quan mình quản lý khoảng 5%. Nhưng ra chỉ dấu về khả năng Lầu Năm Góc sẽ không thuộc diện bị giảm ngân sách. 750 tỷ Mỹ Kim theo Reuters sẽ cao hơn con số 733 tỷ đô la mà Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến sẽ trình lên cơ quan lập pháp Hoa Kỳ cho năm tài khóa năm 2020. Con số này cũng cao hơn nhiều so với mức 700 tỷ đô la mà ông Trump nêu hồi tháng 10 vừa qua.